Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của buổi chiều ngày hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2022. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang được chào đón bác Trịnh Công Nhung. Bác có địa chỉ tại An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Bác về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để lựa chọn và sở hữu một chiếc đồng hồ Oro 368. Vâng, sản phẩm thì bác cũng đã liên hệ với cửa hàng và trực tiếp về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đây thì bác cũng đã kiểm tra máy và chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Cửa hàng cũng đã đóng gói sản phẩm cho bác Trịnh Công Nhung rồi. Vâng, sản phẩm thì bác cũng đã chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một chiếc đồng hồ Oro. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì luôn cung cấp cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc những sản phẩm chính hãng và là những sản phẩm đẹp để quý khách hàng có thể trưng bày tại góc audio của quý khách hàng cũng như là phòng chơi đồ của quý khách. Thì tại thời điểm này, bác Nhung cũng đã về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để ngắm nhìn những thiết bị bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp ra thị trường cho quý vị và các bạn. Và bác cũng đã chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh một chiếc đồng hồ Oro mà bác ưng ý. Vâng, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bác Nhung có địa chỉ tại An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình đã về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2022. Vâng, bác Nhung về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh con thì bác thấy những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh con cung cấp ra thị trường cho quý khách hàng thì bác thấy những sản phẩm như thế nào ạ? Rất là tốt, toàn vâng. Hàng xịn thôi. Vâng. Hàng đẹp, hàng xịn, chất lượng cao. Vâng, vậy địa chỉ rất là tin tưởng. Vâng, con cũng cảm ơn bác đã về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Tuy bác cũng là những vị khách hàng lớn tuổi của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh, nhưng ngày hôm nay thì cửa hàng rất là vui mừng đã được chào đón bác về trực tiếp cửa hàng. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2022. Vậy cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo trên kênh như vậy, quý khách hàng đang theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Các anh hỏi cái gì đấy ạ? Chị ở mình đây có cái loa livestream chị. À, thì đấy em không ạ. Anh sang cổng chợ bên kia. Vâng, có hàng mới ạ. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây và gửi lời cảm ơn chân thành nhất bác Trịnh Công Nhung về với cửa hàng trong buổi chiều của ngày hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2022. Vâng, và bên cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều những chiếc đồng hồ Oro có mã khác nhau. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày nhé. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.